Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả một lần nữa từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới, tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Đầu tiên là thời tiết với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, sáng hôm nay thì trời cũng nhiều mây một tí, nhưng mà đến buổi trưa đó thì nhiệt độ có tăng nhẹ so với mấy ngày hôm qua. Hôm nay đó thì nhiệt độ buổi trưa có thể lên khoảng 78-79 độ, nhưng mà vẫn còn gió là khoảng 90 dặm một giờ, cho nên là vẫn thấy mát mẻ. Nhưng bắt đầu từ ngày mai qua đến cuối tuần, quý vị thấy là nhiệt độ tăng. Cuối tuần này trung bình là khoảng 82-84 độ, cuối tuần hơi nóng. Giá dầu trong mấy ngày qua đã giảm dưới mức 100 Mỹ kim, thì người ta vẫn tin tưởng là tháng 7 này lạm phát sẽ giảm. Đó là phân tích của giới đầu tư tại thị trường chứng khoán ngày hôm nay, mặc dù là Cục Thống kê của Bộ Lao động Hoa Kỳ đưa ra con số về lạm phát ngày hôm nay không vui lắm cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Dow Jones dự đoán lạm phát sẽ tăng tới 8,8% trong tháng 6 dựa trên giá dầu và mức tiêu thụ bán sỉ bán lẻ, và kể cả người tiêu thụ cũng mạnh nữa. Nhưng mà thực tế nó lên tới 9,1%, thưa quý vị, khủng khiếp. Chưa bao giờ từ năm 1981 tới giờ chưa bao giờ mà lạm phát tăng khủng khiếp như thế, 9,1%. Và sáng nay với tin tức đó, Dow Jones rớt 300 điểm. Họ nói rằng họ đưa ra nhiều cái thống kê liên quan đến lạm phát lắm, trên mọi lĩnh vực. Thực sự không cần nói ra bao nhiêu, quý vị cũng thấy rằng đi ăn uống, đi chợ, và nhất là đổ xăng. Đổ xăng là dễ dàng nhất, bởi vì chúng ta hầu như có người đổ 2-3 ngày là đổ một lần, trung bình cũng một tuần một lần. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa đó, đó là con số của tháng 6. Mà thị trường thì họ muốn nhìn về tương lai hơn. Cho nên hồi sáng này thì rớt 300 điểm, nhưng mà sau đó họ nhìn lại vấn đề thì họ nói ô, có thể tháng 6 là mức độ lạm phát cao nhất từ 1981, và từ đó sẽ đi xuống dần. Vì lý do họ dựa trên giá dầu. Giá dầu tăng, lạm phát tăng, giá dầu xuống thì lạm phát giảm. Và tin tức này cho thấy rằng mối tin tưởng của người đầu tư trong tương lai sẽ làm giảm, sẽ giúp khi họ nhìn thấy lạm phát giảm. Cho nên thay vì 300 điểm, bây giờ Dow Jones rớt 180, có thể là sẽ không mất điểm nào trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Như là Nasdaq thì lại tăng 10 điểm, S&P 500 thì rớt 10 điểm. Riêng với thị trường hàng không á, thì mặc dù hàng không không bị lạm phát, một cái điểm đáng chú ý đó, họ nói về lĩnh vực du lịch và hàng không, điểm đáng chú ý là họ thấy giá máy bay giảm trong tháng 6. Mặc dù số người đi tăng, nhưng mà giá máy bay giảm, và vì thế gây ảnh hưởng chung cho thị trường hàng không. Delta Airlines rớt 7%, American Airlines rớt hơn 4%, mặc dù cả hai công ty này ngày hôm qua lại tăng. Ngược lại, Twitter thì lại lên 6% trong ngày hôm nay. Các công ty về năng lượng lại tăng trong ngày hôm nay. Công trái phiếu 10 năm xuống tiếp tục còn có 2,93% mà thôi. Nhưng mà công trái phiếu 2 năm thì lên tới 3,1%. Một số các kinh tế gia ngày hôm nay họ tuyên bố Hoa Kỳ phải trải qua một đợt suy thoái kinh tế thì may ra mới kiềm hãm lạm phát được, thưa quý vị. Và thêm một điểm nữa đó, với mức mà lạm phát tăng vượt quá dự đoán này
thì cái việc mà tăng phân lời chắc chắn sẽ diễn ra. Dầu lên được 1 đồng 32 sen thôi nhưng vẫn ở mức 97 đồng 14 sen. Vàng lên được gần 15 đồng, 1.739 đồng 70 sen. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì cảnh sát ở tại Los Angeles LAPD đã mở một cái cuộc họp báo cập nhật về cái nghi phạm mà bây giờ được cho là một mình y đó thực hiện 6 cái vụ cướp ở tại các cửa tiệm 7-Eleven và trong đó có một vài cái tiệm donut shop nữa thưa quý vị. Thì như quý vị cũng nghe là chỉ trong vòng có 5 tiếng sáng sớm hôm thứ Hai, y đã cướp một loạt 6 cái 7-Eleven ở tất cả những cái thành phố này đều thuộc miền Nam California. Thì bây giờ đó phía LAPD cho biết là họ đang điều tra hai cái vụ riêng biệt, là bởi vì trước 6 cái vụ sáng sớm hôm thứ Hai này đó thì đã có hai cái vụ khác cướp ở tại khu vực San Fernando Valley thưa quý vị vào hôm thứ Bảy. Thì bây giờ đó phía LAPD với lại cảnh sát ở San Fernando Valley họ nói rằng đây là hai cái vụ riêng biệt, nó không có không phải do cùng một nghi phạm, nhưng mà bây giờ phía LAPD họ đang tập trung tìm bắt cái nghi phạm mà thực hiện 6 vụ hôm sáng sớm hôm thứ Hai, bởi vì cái tên này đó, cái tính chất tội ác nó táo tợn hơn là bởi vì y nổ súng trong 4 vụ out of 6 và giết chết 2 người cũng như làm bị thương 3 người khác. Và phía cảnh sát cũng đã đưa ra hình ảnh để mà truy lùng nghi phạm. Như quý vị thấy là đây là một người gốc Phi Châu, nhưng mà bởi vì y trùm kín mặt hết cho nên bây giờ đó cái mặt mũi chi tiết cũng khá là khó. Và đặc biệt đó, cảnh sát nói rằng không có phải ngẫu nhiên mà cái tên này chọn cái hôm thứ Hai là ngày 11 tới tháng 7, bởi vì đó là gọi là ngày National 7-Eleven Day. Dạ vâng, cái hôm đó là hệ thống 7-Eleven đó họ tặng free cái Slurpee cái drink nước. Dạ vâng, cái nước mà signature của 7-Eleven cho khách hàng. Dạ vâng, thì nhưng mà y chọn cái ngày đó để mà đi cướp rồi trong đó bắn chết hai người, thu ngân rất là tội nghiệp. Hắn nghĩ rằng cái ngày đó đó thường thì 7-Eleven không có giữ tiền mặt nhiều, nghĩ rằng lúc đó nhiều người mua bán cho nên giữ tiền mặt nhiều, cho nên tấn công một loạt luôn thưa quý vị. Ngay cả Brea, La Habra, Santana cũng bị. Sáng ngày hôm nay, cảnh sát ở tại Apple Valley công bố bắt được kẻ mà đã đâm chết hai bé. Nội vụ xảy ra vào ngày lễ độc lập, ngày 2 tháng 7, bởi vì gia đình này đến Apple Valley, vùng sa mạc, và tại nơi đây có những cái bãi cát đó, thưa quý vị, họ sử dụng các loại xe chạy trên cát, họ gọi là ATV. Và ở Apple Valley và cái khu vực mà sa mạc ở California này rất nhiều, vào mỗi cuối tuần, đông lắm. Và họ có những cái lộ trình, cái tuyến đường đi để tránh va chạm. Thế nhưng xui mà người ta không hiểu được tại sao gia đình lại để cho hai em ngồi trên chiếc xe ATV này một mình. Theo nhân chứng và cuộc điều tra, cảnh sát nói vào ngày 2 tháng 7 đó, cả gia đình vui chơi lắm, họ chia đều ra, và hai bé này, một điểm đáng chú ý đó, hai em sinh ra và cùng hai gia đình rất là thân với nhau. Cho nên hai đứa nhỏ này, thậm chí gia đình nói chắc lớn lên tụi nó lấy nhau luôn quá. Một bé đó tên là Jacob Martinez, và bé gái 11 tuổi tên là Tina Bird. Bé trai 12 tuổi, bé gái 11 tuổi. Hai đứa nó rất thân với nhau, bởi vì hai gia đình sống gần nhau và tụi nó đi học chung với nhau, nghĩa là từ hồi trong lòng mẹ đó là đã biết nhau rồi. Cho nên lúc mà chết đó, quý vị có thể tưởng tượng hai đứa chết cùng một điểm với nhau sau khi lái chiếc xe ATV này. Trong lúc hai em đang lái thì một chiếc xe lớn hơn ủi thẳng vào, không biết vì lý do nào, tên tài xế không nhìn và đã ủi lật tung hai em lên. Thì bé trai Jacob chết ngay tại chỗ, rồi bé gái Bert chết trong bệnh viện. Từ đó đến giờ phút này, cảnh sát tiếp tục truy lùng, họ dựa vào máy quay an ninh, nhân chứng tại hiện trường, và ngày hôm nay có người quen biết với nghi can đã báo cáo. Cảnh sát đã bắt được một người tên là Edgar Ivan Galindo Diaz, cũng là người gốc trong Mỹ Latin luôn.
và hiện nay đang truy tố, họ đang tiếp tục thu lượm các bằng chứng, và có người nói chính họ đã biết được Diaz lúc đó ủi hai em rồi gây tai nạn mà không dừng lại ở hiện trường. Ngày hôm nay cảnh sát tịch thu chiếc xe mà tên Diaz này lái để mà so sánh các bằng chứng tại hiện trường khi mà chiếc xe này ủi vào chiếc ATV của hai bé. Hiện nay cuộc điều tra đang còn tiếp tục và tên Diaz đang ở tù, chưa được đóng tiền tại ngoại hầu tra vì gây chết cho hai trẻ em. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.